Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, xin chào ba cô chú anh chị và các bạn đến trên Hương Quê. Dạ, hôm nay là ngày rằm tháng 11 thì được anh Nít và chị Tiên ở bên Mỹ là tặng cho bà con cái món cơm chay. Đây nè cô chú, thì mấy mẹ con chuẩn bị rất là sớm luôn. Dạ, món cơm chay hôm nay thì gồm đây là rau củ xào nha. Còn bên đây là tàu hũ rim cay. Dạ, bên đây là rau củ xào thì có chả đòn, rồi nấm đông cô, bông cải trắng, bông cải xanh, cải thìa, rồi bắp non nữa, đủ các loại rau củ luôn, rất là hấp dẫn luôn cô chú. Còn đây là cơm tấm. Dạ. Dạ, thì em cũng cảm ơn tấm lòng của anh Nít và chị Tiên rất là nhiều đã tặng cho bà con ở quê ngày rằm tháng 11 là cái món cơm chay rất là ngon để cho bà con ăn buổi sáng. Thì em cũng kính chúc anh và chị có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và luôn thành công trong công việc và cuộc sống luôn nha. Bây giờ thì hai chị em sẽ bắt đầu thay mặt cho anh với chị để gửi tặng những phần cơm chay này đến bà con nha. Dạ, để dĩa với con nha. Ở trên bàn ba dĩa đó nha chị. Dạ bảy thôi. Dạ được anh Nít chi tiền cái tặng ạ. Dạ còn một dĩa nữa. Đây là cô chú. Dạ bà sợ mấy cơm xin họp trước về. Dạ dạ nhưng mà xin cái họp luôn. Dạ ở đây dạ con bò. Bò rồi gắn cái bò anh Nít chi tiền bò lại. Dạ đại con chút luôn sao. Dạ. Nay ngày rằm tháng 11 được anh Nít và chị Tiên tặng cơm chay. Chúc bà con ăn ngon miệng luôn. Dạ. Rồi để cho cô ạ. Dạ. Dạ. Rau củ xào. Ừ, cung. Dạ bà lấy cho mình con cái bịch sẵn nè, ta cho mau cô. Dạ rồi để lấy chị Tiên ghé tặng ạ. Dạ quên cái mũ bổn cái mũ. Dạ đợi con chút nha cô mấy cô. Dạ nay được anh Nít chị Tiên ghé tặng ngày rằm ạ. Dạ bà Tú Tư. Dạ để cho cô ba bổ phiên làm. Dạ để con chút à. Đủ hộp chưa? Dạ dạ chưa bổ lấy giùm con. Bà Tư hả bà Tư? Dạ dạ cho cô đi. Dạ cô đi để tới bà Tư liền. Dạ dạ để con chút ạ. Dạ để hồi con lấy luôn cho đây, cô lại để hồi con lấy bọc luôn. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ ghé bà Tư ạ. Dạ 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 này trên bàn phải không chị? Chị cái dĩa này trên bàn phải không? Đúng rồi trên bàn. Dạ để con chút đi mấy dạ, cô. Dạ để con chút con làm nhanh. Dạ. Rồi gửi cho ông Sáu ạ. Dạ có liền cô ơi. Dạ bên nào ạ? Nãy chú ngồi trên bàn phải không? Giờ đi không kịp rồi hả? Dạ. Để chị nhường cho chú trước đi mấy cô. Rồi gấp về trước đi. Dạ dạ chú. Em gấp về sau. Dạ rồi tới trên bàn liền tới chứ mình. Dạ đây dạ chú dạ có mưa động lại cả có nhà làm tịnh không. Dạ, gửi cho chú nữa. Nói
Cái lẩu luôn đó chị, mà không gặp ai chân, không gặp cái gì chân mà. Dạ, ghé cho bà. Rồi, bịch nước tương lấy cho con. Dạ, được. Dạ, dạ, để chút đi chị. Cái này dạ. Dĩa sao hả chị con? Ngon. Dạ. Dạ, dạ, để con chút rồi. Bạn hộp ơi. Dạ, dạ. Nay được gửi tặng đó chú. Nay được anh Nít chị Tiên gửi tặng. Nay gần tháng 11 anh Nít chị Tiên gửi tặng trong chai. Dạ, ở đây chú. Dạ, dạ. 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 Dạ, ghé tặng con có bụng. Hộp hay dĩa nữa không? Dĩa, dĩa đi chị. Dĩa với cô nãy giờ đợi. Chị ba ngồi ghế đợi bố. Cười à. Cười à. Dạ. Dạ chị đợi chút. Dạ chị. Chị gửi chị để em bên đây dĩa không ạ? Dạ. 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 Có gì thì để lâu để sao được. Dạ. Ít thì đây đang vừa lấy trước. Dạ dĩa này dạ em gửi cô. Dạ. Chúc cô ngon miệng. Thấy mấy cô chú lại rất là đông luôn. Hai chị em đi chỉ là không kịp. Này có bà sáu, dạ anh ghé bà sáu, dạ anh lấy cái tiền cái tặng ạ. Dĩa nó màu hơn cái dạ dĩa nó màu hơn hộp. Dĩa nó màu hơn hộp. Dạ em ghé cho bà, dạ. Dạ. Dạ chính bà còn hộp mà mình ăn là qua hộp cho mấy anh chụp cái nhớ đằng kia dưới đằng này dưới bà năm này con. Dạ. Lấy dĩa bà năm để đây dạ. Dạ. Thôi được rồi. Rồi bố bố dưa. Dạ anh gửi ba ba. Dạ. Dạ, con ghế cho bố. Dạ. Dương Hai đi chân yếu, đi chậm mà. Dạ, gửi cho em ba. Dạ. Hộp hả chị ba? Này dĩa này của bà là đưa bỏ đây nè. Dạ. Dạ. Dạ, này tặng nè. Được anh biết chị Tiên gửi tặng hả bà Sáu? Dạ. Con đậy là chia, đậy không được. Được, đậy được, đậy được. Tưởng thấy đậy, sao đậy không được mà đậy được. Dạ, gửi cho chị ba. Dạ. Thấy cô nói gì đó. Thấy cô chị này nè. Chị bên đây. Dạ, thấy cô chị liền. Dạ gửi tặng ạ. Dạ. Dạ. Bà ở trước đó người ta là nháy nè. Dạ hai cô hả? Dạ trước cũng dạ gửi ạ. Dạ chúc hai ngon ngọt. Dạ ăn nữa em chú lên.
làm. Dạ. Rồi gửi cho họ. Dạ. Dạ hộp. Người đằng kia hả? Có người phải xin không có người làm. Dạ. Này mấy cô ở đâu chị? Bên kia bên sông hả? Bởi vì nơi này hay lạ không biết. Qua đây đi làm ha. Dạ, dạ để. Dạ, chị đợi con xíu. Cho em gửi hả? Dạ. Chỗ này đi lại nhường cho chú đó. Dạ chú. Dạ rồi, gửi chú ạ. Dạ. Dạ. Nào, đây tôi dễ đây chú chị lấy cho. Dạ, ăn dễ mau hơn. Nay còn con mình chú Ninh với ông Sáu ngồi ăn. Dạ. Mấy cô chú đi làm sinh họp về nhiều. Dạ, rồi gửi cho bà Sáu đó. Dạ. Cơm ông Úc ơi. Dạ. Tới cô Hằng gì nữa nè chị? Cô Hậu. Có dĩa không? Hậu có dĩa không? Đây có dĩa rồi, đang làm. Đây cô chú, dĩa cơm chay rất là ngon luôn. Đủ loại rau củ luôn với chả đòn. Thêm 4 miếng tàu hủ rim cay nữa. Dạ, mẹ. Anh với chị Tiên kể tặng dạ, bà. Ăn ngon dạ. Miệng mà. Rồi, được anh với chị Tiên kể tặng cho em nha. Giỏi. Dạ, một hộp ha. Dạ. Này cái chỗ của em nó nghiền cài cái đó. Mày con Út. Dạ, ghé trong Út. Qua luôn. Dạ, ăn không vậy? Cái này cô ghé cho về cho ai cô? Cho ông hả? Cơm gì vậy anh? Dạ cơm chay á. Cơm chay. Cơm gì vậy? Vô coi. Kênh. Dạ kênh Hương Quê. Dạ. Nghe cơm. Kênh mà nghe cơm. Đang cho cơm tưởng hỏi cơm. Dạ, 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 dạ. Chú vậy. Vừa dọn ra mấy cô, mấy chú lại rất là đông luôn. Gửi tặng còn coi như nó cũng hết rồi cô chú. Dạ, cơm chay. Dạ, có hộp ạ. Dạ, có hộp chú. Ngồi ăn chung cho vui. Ít tích tiền từ ít tiền. Lãi nhiều cơm mà. Dạ, gửi cho em đi. Nghe. Mà mấy chú làm nặng là tí là nó cũng đói nữa. Dạ, ghế trước tập. Dạ. Truyền hai cái dĩa cho chị. Cái bọc 1kg nó dính lên nè, dính hơn 2kg nữa. Nó mới nó bị dính rồi. Dạ, có cái cơm.
Dạ, con gửi luôn ạ. Dạ, dạ. Ăn ngon miệng. Ăn ngon miệng luôn nha chú. Dạ, dạ. Nó tặng cơm chay ạ. Gửi cho nha. À. Dạ hộp hay là dĩa? Dĩa, dĩa hay vậy chứ? Dĩa phải không chú? Gửi cho em. Ăn ngon miệng. Thêm rau củ chị. Sáng dĩa cơm chay rất là ngon á, tàu hủ cơm chay á. Dạ, gãy ạ. Dạ, ăn ngon. Nè, để qua đây em xốp. Đi luôn. Dạ, gãy tân hiên mà. Dạ, còn Dương Út. Còn Dương Út ơi. Nay cơm chay vậy Ngúc. Dạ. Dạ, kể anh ơi. Này Út Mai đi làm hả Út? Ở nhà. Nhà. Kêu Út ăn cơm. Dạ. 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 Cảm ơn. Dạ. Còn mấy phần nữa cũng hết luôn. Bốn phần nữa hết. Rau củ này là ăn đủ chắc luôn. Chắc sơ gì, chắc sơ, chắc gì. Một hộp hả? Dạ. Dạ, cơm chín chín thôi. Chị đi bán với số luôn. Những năm đồ xả dạ. Dạ, đủ loại rau củ hết. Nhìn thế này đúng không? Dạ. Gãy ạ. Dạ. Chúng chị đi bán đắt ạ. Ồ, ồ. Gớt. Gớt. Để vô bịch. Em có để cái bịch chứ. Sáng rung tài quá gớt. Ăn được á. Dạ. Dạ. Đã no luôn rồi. Dạ. 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 Dạ không, hôm nay đây được anh Nít chị Tiên gửi tặng á phải chứ. Dạ. 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 Còn hai hộp nữa hết rồi chứ. Mà thiếu một miếng. Vì để rau củ nhiều. Bị hao hụt thiếu một miếng. Dạ. Đầy hộp luôn. Đầy hộp. Thì rồi. Để con bằng dây hùng lại cho chắc ăn. Đầy quá đầy. Lấy giùm em cái mũ ở trong đó chị. Nhà con này là ăn rau củ luôn. Khỏi, rồi dạ khỏi ăn tàu hủ. Ăn rau củ là đẹp da. Đây nè. Đây rồi, gửi cho em bảy. Bảy cảm ơn luôn. Dạ, rồi cũng hết luôn rồi cô chú dạ. Ơi. Còn cũng còn một ít rau củ. Dạ, hôm nay thì bà con ở quê rất là vui mừng luôn khi được anh Nít và chị Tiên tặng cái món cơm chay rất là ngon. Dạ, thì một lần nữa em cũng cảm ơn tấm lòng của anh Nít và chị Tiên rất là nhiều đã tặng bà con món cơm chay nhân dịp ngày rằm tháng 11. Em kính chúc gia đình của anh và chị có thật nhiều sức khỏe, luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
thì video đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, xin chào.